Yangon, Miến Điện, ngày 7, ngày 8 tháng 12 năm 2023. International Theravada Buddhist Missionary University, tức ITBMU, là một ngôi trường đại học Phật học lớn, được thành lập cách đây 25 năm tại Yangon, Miến Điện. Trường này là nơi quy tụ và đào tạo nhiều tăng ni Phật tử đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đến từ Việt Nam, Đại Đức Tiến sĩ Kosalaguna Thiện Đức là một trong những tu sĩ đã tu học tại ngôi trường này trong thời gian dài. Gần đây nhất, sư đã được trao tước hiệu Bậc Thiện Trí Học Sĩ Ganthatwa Chaka Pandita. Hôm nay là kỷ niệm 25 năm thành lập của trường, cũng là ngày tổ chức hội thảo với sự tham gia của sinh viên khách mời từ nhiều quốc gia. Trong đó có đoàn giới thiệu về công trình xây dựng Trăm Má Chê Tí Dắt, sa bàn của dự án đã được trưng bày tại đây và nhận được sự quan tâm từ quý ngài, quý tăng ni và Phật tử khắp nơi. Đoàn giới thiệu đã cố gắng trình bày đầy đủ chi tiết và giải đáp mọi thắc mắc của quý ngài trong suốt thời gian này. Bên cạnh niềm vinh dự được sự hiện diện của ngài trưởng lão hiệu trưởng trường Phật học ITBMU đến tham quan mô hình Trăm Má Chê Tí Dắt và phúc chúc, đoàn cũng đã giới thiệu dự án đến Thượng tọa Thích Nhật Từ, quý tăng ni và Phật tử đến từ Việt Nam. Dưới sự chứng minh của quý ngài trưởng lão tôn túc và chư tăng ni Phật tử, Đại Đức Tiến sĩ Thiện Đức cùng chúng tôi đã có buổi thuyết trình về dự án Trăm Má Chê Tí Dắt, trình bày trước quý ngài, quý tăng ni và đại chúng trong buổi lễ kỷ niệm 25 năm thành lập trường Phật học. Đồng thời, chúng tôi vô cùng hoan hỷ với công đức của nhóm Phật tử Việt Nam đã hết lòng phục vụ bánh kẹo, trái cây và các loại nước uống trong suốt những ngày lễ này, dù thời tiết nóng bức. Có thể nói, người Phật tử Việt Nam rất hoan hỷ làm các thiện pháp không có giới hạn. Từ Ấn Độ, Nepal, Tích Lan, Thái Lan đến Miến Điện, đi đến đâu chúng tôi cũng nghe và thấy Phật tử Việt Nam bố thí cúng dường. Thật hoan hỷ thay. Theo chương trình, đoàn giới thiệu Trăm Má Chê Tí Dắt sẽ tham dự đại lễ chính thức của trường tại động kích tập Tam Tạng Mahapasana trên đồi Kapai tại Yangon. Tuy nhiên, duyên sự không thực hiện được do chuyến bay đi Mandalay bị đổi giờ, nên chúng tôi phải khép lại buổi giới thiệu công trình tại Yangon. Đoàn đã thu dọn và đi đảnh lễ ngài Đại trưởng lão Tam Tạng thứ năm Yosayaro trình bày duyên sự công trình Trăm Má Chê Tí Dắt và nhận được sự hoan hỷ, tán thán và phúc chúc từ ngài. Cuối cùng là buổi gặp gỡ đảnh lễ ngài Tiến sĩ Thiền sư Dr. Badanthat Sopana Swaminguon Serador thuộc trường phái Mahasi. Ngài cho biết ngài đã đọc hết tâm tư nguyện vọng của tôi trong quyển sách giới thiệu công trình. Ngài vô cùng hoan hỷ, tán thán và sẽ ủng hộ, trợ duyên cho chúng tôi thực hiện tâm nguyện. Những lời khích lệ động viên và huấn thị của ngài vô cùng xúc động và là nguồn năng lượng củng cố niềm tin, hun đúc tâm nguyện thực hiện công trình Trăm Má Chê Tí Dắt này. Cầu mong những phước thiện thanh cao này hướng về khắp tất cả, khắp muôn loài chúng sanh đều sớm thành Phật đạo. Nam mô Bụt Trà Dạ.